Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay lại nhà vườn Lê Hào ở Bình Tân, Vĩnh Long để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai. Thì mặt hàng hôm nay đa dạng nhiều chủng loại để mình giao lưu nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc có ghi trên tiêu đề nha. Quý cô chú anh chị gọi điện hoặc là kết bạn qua Zalo để mua hàng nha. Hình thức thì ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi chào Hào ơi. Dạ, mến chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Đến với nhà vườn Lê Hào của chúng em, hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị một số cây ạ. Qua số điện thoại của em là 0358 59 0656, cũng là cái số Zalo của em luôn ạ. Cô chú anh chị mua hàng, đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại đó giúp em á. Rồi mình đến với cây mã số 1 ạ. Cây mã số 1 của mình là một cây mai chí thủy ạ. Với cụm đế đồ rất là rộng luôn cô chú anh chị ơi. Cụm đồ đầy đặn luôn cô chú anh chị. Cây đang trong tình trạng sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Do em giữ bầu lớn nên mình không có lo là mất sức cây nha. Em xin báo thông số với cây ạ. À, hoành cây em đo từ vị trí này của mình là 104 nha. Tổng rồi đế em đo vị trí này của mình khoảng khoảng 2 mét ạ. À, dạ khoảng hơn 2 mét luôn ạ. À, nguyên bệ và nguyên cụm bệ luôn ạ. À, chiều cao thân cây em đo từ vị trí này của mình là 1m18 ạ. À, dạ nó có hơi lỗi nha cô chú anh chị, hơi lỗi bắt bọng cây, nhưng mà bây giờ thân cây nó đã lên cây con rồi nên là sành, nó ha, sành cây luôn rồi ạ. À, dạ cây mình da xanh nha cô chú anh chị. Dạ em xin giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 1 mình giá là 5,5 triệu ạ. À, em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À, tiếp tục mời cô chú anh chị đến với cây mã số 2, vẫn là một cây mai chiến thủy ạ. À, dạ cây da xanh ạ. À, cây của mình thần chậu rồi nha cô chú anh chị. Em xin báo thông số ạ. À, chiều cao thân cây em đo từ vị trí này của mình là 130. Hoành em đo từ vị trí này là 66 ạ. À, dạ đế nở ạ. Cụm tàn đâu chắc chắn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mình về mình vào chậu là chơi thôi nha cô chú anh chị. Em xin vô lưu với cô chú anh chị cây mã số 2 này của mình là giá là 3,5 triệu. À, em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn ạ. À, tiếp tục mình đến cây mã số 3, một cây mai chiến thủy. À, cây thần chậu. À, dạ da xanh. À, ôi bọng đồ rất lâu đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Em xin báo thông số. À, em xin thông báo thông số chiều cao của cây. À, chiều cao của cây em đo từ vị trí này của mình là
79 nè. Còn khai thác đế đâu được nha cô chú anh chị. Hoành em đo từ vị trí này của mình là 33. Cụm cây lên san hô hết luôn rồi nha cô chú anh chị. Dạ dạ, cây cây cao tuổi ạ. Do mình thường chậu sớm á. Em xin giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 3 mình giá là 2 triệu rưỡi ạ. Cây của mình cứ việc về chơi vào chậu là chơi thôi, cây sống khỏe luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp tục mình đến mã số 4, vẫn là một cây mai chiến thủy ạ. Cây da xanh là toàn bộ là bên 4 cây của em đều là da xanh luôn cô chú anh chị. Cây có một chút lỗi nha cô chú anh chị, nhưng nó cũng đã sành luôn rồi nha cô chú anh chị. Em đang xử lý keo, lũa xử lý hết luôn ạ. Chiều cao em đo từ vị trí này là 54 ạ. Cụm đế em đo từ vị trí này, hoành em đo từ vị trí này của mình là 39 ạ. Cây mình vào những cái chậu chung rồi mình chơi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tới nơm luôn nha cô chú anh chị. Đến với mã số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 2 triệu, bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Tiếp tục mình đến cây mã số 5 ạ. Mã số 5 của mình là một cây sọp ạ. Cây sọp dáng thú luôn rồi cô chú anh chị. Cây có một chút lỗi luôn. Yeah. Chiều cao em đo từ vị trí cái này của mình là 84 ạ. Hoành em đo từ vị trí này là 40 ạ. Dạ đế quái lắm à cô chú anh chị. Cây mình có một chút lỗi bị lũa nha cô chú anh chị, nhưng mà đã xử lý được rồi, sành đá hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Không mục nữa ha. Dạ không còn mục nữa ạ. Cây đâm được khỏe ha. Dạ. Cây đang phát triển rất khỏe luôn cô chú anh chị. Em xin giao lưu cây mã số 5 này đến với cô chú anh chị giá là 1 triệu 2 ạ. Em bao sống bao ship ạ. Dạ. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhớ số điện thoại của em là 0358590656, cũng là cái số Zalo của em luôn ạ. Mình có thể mua hàng là mình giao lưu với nhau cây cảnh luôn ạ. Tiếp tục mời cô chú anh chị đến với cây mã số 6 ạ. Mã số 6 của mình là một gốc sọp ạ. Gốc sọp dáng quái luôn ạ. Dáng như một con kỳ lân đang quay đầu luôn ạ cô chú anh chị. Chi chăn đầy đủ luôn ạ. Chiều cao em đo từ vị trí này của mình là 84 ạ. Hoành em đo từ vị trí này của mình là 46 ạ. Đấy đặt nha cô chú anh chị, hai chân rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hai chân đều đặn lắm ạ. Cây của mình có một chút lỗi ạ. Lũa như này em đã xử lý rồi cũng sành luôn rồi, không có sợ mục nữa cô chú anh chị. Dạ. Cây đang đâm tòi đông chầu đông tược rất là tốt luôn. Em xin giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 6 của mình giá là 1 triệu rưỡi ạ. Bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn ạ.
Đến với cây mã số 7, em xin giao lưu với cô chú anh chị là một gốc khế chua nhưng được ghép thân khí Nhật ạ. Trái rất là nhiều luôn ạ. Trái sệ cành luôn ạ. Chiều cao em đo từ vị trí này của mình là 70 ạ. Chua ghép cái Nhật ha. Dạ. Hoành em đo ở vị trí này của mình là 66 ạ. Cây có bộ đế lực lưỡng luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Nó cây của mình có một phần lỗi à, có một lỗ bọng nhỏ ở đây à, nhưng mà nó đã lành thẹo hết rồi ạ. À. Dạ. Em xin giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 7 của mình giá là 3 triệu gửi ạ. À. Tiếp tục mời cô chú anh chị đến với cây mã số 8 ạ. Cây mã số 8 của mình là một cây nguyệt quế da trắng ạ. Dáng gió lùa luôn cô chú anh chị. Chi cành đều đặn luôn ạ. Em xin thông báo chiều cao của cây ạ. Chiều cao em đo từ vị trí này của mình là 98 ạ. Hoành em đo ở vị trí này của mình là 56 ạ. Đế mình về mình có thể khai thác đế thêm nha cô chú anh chị. Cây mã số 8 của mình em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 3 triệu gửi ạ. Bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Tiếp tục là cây mã số 9 cũng là một cặp với cây mã số 8 ạ. Cây nguyệt quế da trắng ạ. Hai cây có dáng giống nhau luôn rồi cô chú anh chị. Mình về mình chơi một cặp rất là đẹp luôn trong sân nhà luôn nha cô chú anh chị. Em xin thông báo chiều cao của cây ạ. Chiều cao của cây em đo từ vị trí này của mình là 89 ạ. Rồi. Hoành em đo từ vị trí này của mình là 53 ạ. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mã số 8, ô mã số 9 xin lỗi cô chú chị, mã số 9 này của mình giá là 3 triệu gửi ạ. À. Bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Tiếp tục mình đến với cây nguyệt quế da trắng mã số 10 ạ. À. Cái mã số 10 của mình dáng hơi thấp nhưng mà thân lực ạ. À. Thân đế đều lưỡng luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao em đo từ vị trí này của mình là 92 ạ. À.
Hoành em đo ở vị trí này của mình là 47 ạ. Để khai thác thêm được nha cô chú anh chị. Dạ em xin giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 10 này của mình giá là 3,5 triệu luôn ạ. Tiếp tục mình đến với cây mã số 11 ạ. Em xin đâu báo thông số chiều cao của cây Nguyệt Quế mã số 11 da trắng ạ. Giá của mình là chiều cao của mình là 77 ạ. Hoành em đo vị trí này là 57 ạ. Mình cũng hiếm có những cái cây Nguyệt Quế mà hoành cao to như thế này ạ. Cây cũng được lâu năm rồi ạ. Dạ em xin báo giá cây mã số 11 của mình giá là 3,4 triệu ạ. Bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ạ. Mời cô chú anh chị đến với cây Nguyệt Quế da trắng mã số 12 ạ. Dạ em xin thông báo thông số của cây, chiều cao của cây ạ. Chiều cao em đo từ vị trí này của mình là 1m2 ạ. Hoành em đo ở vị trí này của mình là 57 cô chú anh chị. Cây mình còn thay thác đế được nha cô chú anh chị. Do em để bầu lớn để cho sợ mất sức cây nên em chưa khai thác hết đế ạ. Dạ, cây mã số 12 em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 3 triệu ạ. Bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ạ. Dạ, em xin mời cô chú anh chị đến với cây mã số 13. Một cây Nguyệt Quế da trắng ạ. Chiều cao của cây em đo từ vị trí này là 102 ạ. Hoành em đo ở vị trí này là 89 ạ. Thôi xin lỗi cô chú anh chị là hoành của mình là 61 ạ. Một cốt hai thân ha. Dạ một cốt hai thân. Dạ đến với cây mã số 13 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 3,2 triệu ạ. Dạ. Mời cô chú anh chị đến với cây mã số 14 của em ạ. Cây mã số 14 mình có dáng nằm đế nằm nhìn rất độc luôn à cô chú anh chị. Rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Em xin thông báo chiều cao ạ. Chiều cao em đo từ vị trí này của mình là 100 ạ.
Hoành em đo ở vị trí này là 45 ạ. Dạ em xin giao lưu với cô chú anh chị cái mã số 14 của mình là giá là 3 triệu ạ. À, bao sắm bao ship luôn ạ. À. Tiếp tục mời cô chú anh chị đến với cây mã số 15 ạ. À. Cây mã số 15 của mình là một cây mai dạng khúc ạ. À. Có bông hoành năm luôn nha cô chú anh chị. Hoa trắng lá chùm. Em xin thông báo thông số ạ. À. Chiều cao của cây em đo từ vị trí này của mình là 100 ạ. À. Tán. Tán của mình em đo ở vị trí này là 76 ạ. À. Cây đang đâm chồi lá phát triển tốt luôn nha cô chú anh chị. Dạ cây sống khỏe ạ. À. Hoành em đo ở vị trí này của mình là 28 ạ. À. Cây mình còn có thể khai thác đế đều được thêm nha cô chú anh chị. Dạ. Em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,8 triệu ạ. À. Bao sắm bao ship toàn quách cho một cây mai dạng khúc cho cô chú anh chị chơi ạ. À. Đến với cây mã số 16 em xin giao lưu với cô chú anh chị là một cây khế găng ạ. À. Em xin báo thông số ạ. À. Chiều cao của mình em đo từ vị trí này là 69 ạ. À. Tán ngang cây em đo là 59 ạ. À. Hoành em đo từ vị trí này là 46 ạ. À. Em xin giao lưu cây khế găng mã số 16 với cô chú anh chị giá là 1,5 triệu ạ. À. Bao sắm bao ship toàn quách cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Đến với cây mã số 17, em xin giao lưu với cô chú anh chị là một gốc khoát tài ạ. À. Dạ. Khoát tài mình lá sọc vàng nha cô chú anh chị. Cây đang phát triển tốt luôn cô chú anh chị. Em xin thông báo chiều cao của cây ạ. À. Chiều cao em đo từ vị trí này là 100 ạ. À. Cây rất là dễ sống luôn nha cô chú anh chị. Về cái việc mình chăm là chơi thôi. Nguyên cụm hiếm mà mình có những gốc hoắc tài cụm lớn như vậy ạ cô chú anh chị. Tổng cụm cây. Tổng cụm của cây này mình tầm khoảng 1 mét. Mét rưỡi ạ. À. Hơn mét rưỡi, hơn mét rưỡi của chú anh chị. Liền bại luôn ha. Dạ liền bại luôn ạ. À. Em xin giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 17 mình giá là 4,5 triệu ạ. À. Bao sống bao ship cho cô chú anh chị ạ. À. Do cây mình cụm đế đâu nó bự nên là nặng ship á, những cô chú anh chị nào mà ở gần á. Em xin bớt chút đỉnh cho cô chú anh chị ạ. À.
Tiếp tục mình đến cây mã số 18 ạ. Cũng là một cây phát tài lá xanh ạ. Cây đang trong tình trạng phát triển tốt nha cô chú anh chị. Đang đâm chồi luôn rồi cô chú anh chị. Cây đang đâm chồi phát triển rất là tốt. Em xin thông báo chiều cao ạ. Chiều cao của mình em đo từ vị trí này là 114 ạ. Hoành em đo từ vị trí này của mình là 95 ạ. Cây phát tài mã số 18 lá xanh của mình em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 3 triệu ạ. Mời cô chú anh chị đến cây mã số 19 ạ. Mã số 19 của mình là vẫn là một cụm khắc tài sọc vàng nha cô chú anh chị. Cây cũng đang đâm chồi ạ. Đâm chồi phát triển tốt ạ. Em xin thông báo chiều cao ạ. Chiều cao của mình em đo từ vị trí này là 80 ạ. Cụm em đo ở vị trí này của mình là 93. Cây mã số 19 của mình em xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 2 triệu tư ạ. Bao sóng bao ship cho cô chú anh chị ạ. Một cây khoát tài sọc vàng ạ. Rồi. Tiếp tục mời cô chú anh chị đến với một cặp Mai Tú Quý ạ. Cây đầu tiên mã số 21 của em là một cây Tú Quý ạ. Dạ cây 20. Dạ cây mã số 20 ạ. Là một cây Tú Quý ạ. Dạ em xin thông báo thông số chiều cao của cây ạ. Chiều cao của mình khoảng hơn 2 mét nha cô chú anh chị. Tán của mình em đang bó tán này ạ. À. Mình còn phỏng tán của mình tầm khoảng 2 mét rưỡi nha cô chú anh chị. Quỳnh em đo từ vị trí này của mình là 35 ạ. Chiều cao thoát thân của mình là cái 38 ạ. Đế rất là đầy đặn nha cô chú anh chị. Tại do em chưa khai thác hết đế ạ. Thì cô chú về chơi còn khai thác đế rồi thêm à. Dạ tặng ra. Dạ em xin giao lưu cây mã số 20 này với cô chú anh chị giá là 10 triệu ạ. Dạ bao sóng bao ship luôn ạ. Dạ. Tiếp tục mời cô chú anh chị đến với mã số 21 là một cây Mai Tú Quý ạ. Chiều cao thân cây của mình thì em đo là khoảng hơn 2 mét ạ. À. Do tán em bó lại nên em đo phỏng cho cô chú anh chị thôi nha. Phỏng tán của mình tầm cỡ 2 mét 4 ạ. À.
Dạ, chi tàn đầy đặn luôn cô chú anh chị. Cây một cốt hoành em đo từ vị trí này là 37 ạ. Dạ, cụm đế rồi đầy đặn lắm cô chú anh chị ơi. Cây đang tình trạng sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Dạ, em xin giao lưu với cô chú anh chị mã số 21 cây mai tứ quý mình giá là 12 triệu ạ. À. Bao sắm bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Dạ, cuối clip em nhà vườn Lê Hào xin kính chào cô chú anh chị. Chúc anh chị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và xem clip vui vẻ bên gia đình ạ. À.